Thưa toàn thể các đồng chí, thẳng hướng tay tôi chỉ là hướng Bắc, các hướng còn lại các đồng chí tự xác định. Về địa hình sông suối, ở đây có sông Nậm Thi qua hướng Bắc của điểm cao 294 của đài Đội 3 là sông Nậm Thi chảy ra hướng cầu Kiều và giao lưu hợp lưu với dòng sông Hồng. Về đường xá, ở đây có một đường quốc lộ 70 từ cầu Chui km 0 đi theo hướng Bản Việt và về Hà Nội. Về cầu Cống thì có hai cầu là cầu Hồ Kiều ở địa bàn phía tây bắc của pháo đài, cầu Cốc Lếu ở phía tây vị trí chúng ta đang đứng. Về địa hình chúng ta đang đứng chân, trước mặt chúng ta là khu dân cư Khe Biên nằm ở giữa sở chỉ huy tiểu đoàn và các đơn vị phòng ngự phía trước. Sau lưng chúng ta là soi 10, khu vực hậu cứ của tiểu đoàn và là đường đi từ sở chỉ huy phía sau vào khu vực hậu cứ. Một số điểm cao quan trọng ở đây, vị trí chúng ta đang đứng là mỏm 2 của đồi Ba Dốc thuộc điểm cao 365. Trước mặt chúng ta là dãy đồi Yên Ngựa từ đài đồi 1 đến đài đồi 3. Đài đồi 3 án ngữ ở điểm cao 294. Đài đồi 2 nằm ở đỉnh cao của điểm cao 365, tiếp giáp với điểm cao 400 và điểm cao 442 của tiểu đoàn 4 Bảo Thắng. Về các đơn vị bạn liên quan, trong quá trình chiến đấu, tiểu đoàn chúng ta có các đơn vị bạn phối hợp chiến đấu. Phía bên phải tay tôi chỉ là hướng của tiểu đoàn 4, trung đoàn 254. Hướng bên trái là đơn vị trung đoàn 192, phía sau là trung đoàn 121, trung đoàn 124. Phối hợp chiến đấu với tiểu đoàn có đơn vị đồn biên phòng 206, nay là đồn biên phòng 251, và trung đội dân quân tự vệ của tiểu khu Lào Cai tham gia chiến đấu phối thuộc với đơn vị. Đó là các đơn vị bạn liên quan. Về nhiệm vụ của tiểu đoàn bộ binh 5, tiểu đoàn bộ binh 5 biên chế gồm tiểu đoàn bộ và 4 đại đội, trong đó có một đại đội hỏa lực và 3 đại đội bộ binh, được biên chế trang bị đầy đủ, tăng cường hỏa lực và 2 khẩu pháo 57 mặt đất tại pháo đài. Về bố trí đội hình, sử dụng lực lượng, tại vị trí chúng ta đang đứng là sở chỉ huy của tiểu đoàn ở phía trước, điểm mỏm 2 của đồi Ba Dốc. Ngay bên trái tôi đây, cách chỉ 5-10 mét là hầm của chỉ huy đại đội, hầm máy bằng. Phía trước hầm chỉ huy đại đội là các hầm chữ A của các đơn vị, của các bộ phận, thông tin, trinh sát, phục vụ. Phía bên trái của tiểu đoàn bộ là đại đội 4, có hầm địa đạo ở phía sau. Trong quá trình chiến đấu, các bộ phận hỏa lực của đại đội 4 được tăng cường cho các đơn vị phía trước. Đại đội 3 nằm ở phía bắc, trên điểm cao 294, đảm nhiệm trên hướng phòng ngự chủ yếu của tiểu đoàn. Đại đội 1 nằm ở hướng tây bắc, phòng ngự tại pháo đài Lào Cai trên hướng thứ yếu. Đại đội 2 phòng ngự ở điểm cao, đỉnh của điểm cao 365, giáp với đơn vị tiểu đoàn 4, có nhiệm vụ đánh địch luồn sâu vu hồi. Về diễn biến trong quá trình chiến đấu, rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân địch tổ chức lực lượng tiến công xâm lược Việt Nam. Về lực lượng, tương đương một sư đoàn đánh vào địa hình của tiểu đoàn 5, được sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh, liên tục tiến công trong 3 ngày 2 đêm. Đơn vị sở chỉ huy tiểu đoàn đã chỉ huy các đơn vị, đặc biệt là đại đội 3, đại đội 1 ở trên các hướng chủ yếu và thứ yếu, đã kiên cường chiến đấu, dũng cảm đẩy lui nhiều đợt tiến công của địch, giữ vững trận địa trong thời gian theo nhiệm vụ trên giao là từ 3 đến 5 ngày, giữ vững trận địa để đảm bảo cho các đơn vị chủ lực có thời gian chuẩn bị và phản công tiêu diệt địch. Vừa rồi tôi đã giới thiệu toàn bộ tổng thể về nội dung, địa hình,
nhiệm vụ của đơn vị và diễn biến cơ bản trận chiến đấu tháng 2 năm 79 của tiểu đoàn 5. Là vị trí từ pháo đài theo các dông yên ngựa này là của đại đội 1. Đấy, tiếp theo đại đội 1 là đại đội 3. Đại đội 3 bắt đầu từ km 1 cho đến km 3 là lên điểm cao 294. Đấy, là điểm cao nhất của đại đội 3 là chỗ khu vực sân bóng là chính ở chỗ đó. Cái đồi mỡ đó gọi là sân bóng. Gọi là cái khu đó có một cái sân bóng của đại đội. À, có nghĩa là chỗ kia là có một cái sân bóng. Ở cái mỏm chỗ ấy đấy thì phía sau đó là có đấy. Chỗ ngay sau đó là có một cái sân bóng ở phía sau của cái mỏm cao yên ngựa bên trái đấy. Sau mấy cái mỡ đó thì là sân bóng ở đó. Nơi đó là trận chiến đấu diễn ra ác liệt nhất. Đại đội 3 hướng chủ yếu của đơn vị và đồng chí Phạm Văn Xuân, đại đội trưởng, đồng chí Dương Trung Kiên, trung đội trưởng và một số cán bộ chiến sĩ của đơn vị hy sinh tại đó, tại cái khu cái nơi trận địa đó. Và cái nó có một cái sân bóng và xung quanh sân bóng là có hàng hào ngang, hàng hào ở phía trước, hào ở phía sau, toàn bộ tuyến công sự trận địa xây dựng là tương đối kiên cố, cho nên trong chiến đấu là đơn vị không bị tổn thất nặng, là một phần là do hệ thống công sự trận địa được xây dựng cẩn thận. Mới có tí nữa về có quay đi đường này không hay đi hay vâng, quay về đây. Cũng vẫn quay ở đây rồi. Mình đi kia lối kia xuống được. À, nhưng mà không qua cái đường này à? Không cần quay về đây. Thế dọc đây tí nữa đi lên có đây lên có hào không? Có. Lên C2, bên C2 thì sẽ có hào. Ừ. Kéo. Giữ tay. Nắm cổ tay ấy. Ông ấy không dám nắm cổ tay đâu. Ông này đâu ngựa. Không được cái cây xuống được mà. Tôi cứ ôm nách. Bẻ bớt cái cành đi cho nó cọ mặt đấy. Không có con dao đây, có cái này đây nhá. Từ người vào thôi. Dao văn nó cầm rồi. Một người đứng kéo đúng không? Dao văn cầm rồi. Tiếp tục. Rồi. Móc này này, cầm lên đấy này. Rồi, móc vào đây được. Từ chỉ đấy, cần ba tí lê nhá. Đấy. Ba tí lê. Cái sẻng mà sửa cái bậc thì mới được. Cứ lên nó cẩn thận. Cứ đi đôi giày cao cổ. Ủa thế những người kia họ đi đâu? Đây rồi. Đây rồi. Rồi. Ok. Đây, cảm ơn các anh chị lên tiếp đi. Lên hết. Được rồi. Tay phải cầm lấy cái trái rồi. Trái tay phải hai tay. Kêu nó em lên đi để cầm máy lên này. Anh đổi cái này lên cho nó. Một đội mình vẫn thế mà. Chứ vẫn leo bình thường. Để đâu nhá? Dạ. À đây. Rồi. Em ở đây mà. Phải bám đội hình ấy. Còn họ muốn ngó gì ngó kệ họ. À đây. Chỉ tắt. Này. Ở đây này, kém. Tắt đi để cho nó lên đi. Ừ, giữ đi. Ông Nghĩa làm trung đội trưởng, chỉ huy viên. Ông Khải làm đại đội trưởng. Chỉ tắt. Tôi với cả hai thằng hùng kế trưởng, nghĩa kia học 19 cấp của tỉnh chị em. Nó có tốc đầu tiên trong trong lúc đấy là tôi sinh sát tuyển 2 nhưng mà tôi trưởng đội tiểu đội hai ông ở trong tiểu đội 2 trong lùng chui à? Dạ, trong ngoài phải bằng gì vào? Lùng bình đi vào đấy. Thì tôi vẫn làm như là trực ban trung đoàn cửa ban tiếp vào đấy vậy. Trước mặt các bác đang nhìn thấy, các bạn đang nhìn thấy là đấy là trận địa của B4C2. Và đây là B cao nhất mà cũng là xây được địa bình bản cuối cùng của tiểu năm để an ngữ địch ở đây. Thì phía phòng vệ chính là hướng như các bác đã nhìn thấy, tay chỉ là xuống dưới này, hướng dưới này là đón ở địch từ dưới C3 đi ngược lên. Và như phía đằng sau kia là điểm cao 400. Dưới điểm cao 400 bên sườn của quan cho là có một đại đội của 24. Đâu 400 đâu. Kia.
À, 400 đấy chứ trên đây sau lưng mình đây chưa phải à? 395 thì nó chưa có mấy mét đâu mà. Đây cơ mà. Không, chưa phải. Chưa kia mới là cao. Thế lát mình có lên đấy không? Có, lên đây. Lên đây không, thôi. Có lên 400. Không, không lên 400 nữa, hết rồi. À, không phải phận mình hết được rồi. Rồi. Vâng, thế còn sau khi mà nghe Trung Quốc nó chiếm được điểm cao rồi, nghe tiếng Trung Quốc thì đồng chí Trung đội trưởng thì huy động anh em chuyển toàn bộ lực lượng và vũ khí sang đó để đón đánh địch. Cuộc chiến đó được kéo dài từ hôm 10 sáng 18 chiều 18 sang ngày 19 thì vì tương quan lực lượng thì mình không thể giữ được cả. Vì số địch đông quá. Chung hỏi là trong lúc vận động ấy thì mình vận động kiểu gì? Trên mặt đất hay đào hào hay có hào? Từ đây báo cáo mới chỉ là từ bê bộ có một cái hào chạy thẳng ra trận địa. Và trận địa từ đấy vừa chia ra các đường vòng quanh, cắt ngang cắt dọc làm chiến đồ đấy. Vâng, cái trận địa là như thế. Thế còn bê bộ làm đây đằng sau đây. Bê bộ hay xê bộ? Bê bộ B4. Vâng, bê bộ mà. Tía lên xem để ta sẽ xem được hình bê bộ. Vâng. Vâng. Hôm nay đổi yên ngựa thấy nhìn chỗ nào nhỉ? Bên dưới. Thế mình đi qua đấy rồi à? Qua rồi. Đổi ngựa qua rồi. Tí ở nó là C3 cơ. Đổi ngựa là C3 cơ. Thưa quý vị và các bạn, và chúng tôi đang đứng ở trên một cái có thể nói là cao nhất ở cái khu vực mà chúng tôi nhìn thấy. Đứng đỉnh nọ ngó đỉnh kia thì ở đây nhìn thấy cái kia nó cao hơn kìa. Nhưng mà không biết là nó có cao hơn không. Và địa bàn Việt Nam, Trung Quốc ở đây núi liền núi, sông liền sông như thế nào, chúng ta sẽ cùng nghe các cựu chiến binh của tiểu đoàn 5 kiên cường giới thiệu ngay tại đây. Ở nơi chúng tôi đang đứng là của một trung đội hỏa lực của đại đội thuộc tiểu đoàn 5 kiên cường, và hai cựu chiến binh sẽ giới thiệu về trung đội của họ trong những ngày bảo vệ biên giới tháng 2 năm 1979. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của anh em chúng tôi. Và xin mời hai đồng chí. Vâng. Xin chào các bạn, xin chào các đồng chí. Các bạn đang nhìn thấy trước, phía trước. Đấy là điểm cao 400 và 420. Đây, điểm chỗ nhiều bông lau đây là điểm cao 395. Trên nhau có mấy mét thôi, về điểm cao thôi. Em nhìn trong máy xong có thấy cái đỉnh bông lau không? Nếu mà đây, đây, kia. Chuyển máy sang bên này. Chuyển bông lau kia. Chuyển góc máy sang bên này. Mình tập trung vào máy chính đi em. Đấy là trận địa. Đấy. Chỗ bông lau kia, đồi lau sậy kia. Trước đây nó không phải lau sậy. Nó toàn bộ là bằng cây sẹ. Những cây cổ thụ rất to và những cây sẹ. Nó giải xuống như thế này, nó leo lên cây cổ thụ chứ không nhiều sậy như kia. Bây giờ nó thành nhiều sậy, trước đó nó là cây cổ thụ và dây leo rất nhiều. Thì trận địa của B4C2 đấy là trận địa chiến đấu ở đấy, hào chiến đấu và nằm ở khu vực đấy vì nó rộng quá, việc thông thì ra ngoài được. Còn phía bên cạnh là điểm cao 400, dưới điểm cao 400 là của một C3 của 254 án ngữ ở đó. Hướng chính của B4C2 là hỗ trợ cho C3. Khi C3 có vấn đề về chốt thì địch sẽ lên đây, thì ta sẽ hỗ trợ cùng C3 để đánh địch. Mặt trước bên các bạn tôi chỉ hướng tay này là bên dưới là toàn bộ mìn để phòng địch sẽ đi đường đó lên. Nhưng sau đó đến buổi chiều ngày 17 thì nghe tiếng Trung Quốc nói ở điểm cao 400, nghĩa là bên kia sư đại đội 3 của 24 đã bị địch chiếm đóng. Trung Quốc tràn sang. Khi nghe tiếng nói của Trung Quốc ở trên cái điểm cao 400 kia, đồng chí Sơn lúc bây giờ là trung đội trưởng mới phát hiện ra là mà trung đoàn 24 cái đơn vị đó đã mất chốt. Điều toàn bộ cái trận địa của B4 chuyển hướng chiến đấu, chuyển vị trí chiến đấu. Thì tất cả là bộ đội với súng đạn chuyển ra đón lõng cái hướng từ 400 xuống. Vì khu 400 đó là không đài mìn, để cho đơn vị bạn rút lui, nhưng mà đi bạn không kịp rút thì Trung Quốc nó đã chiếm mất rồi. Vì vậy là cái việc đi xuống của địch rất đơn giản, rất dễ dàng vì không có vật cản gì cả. Anh em chúng tôi ở đấy, lúc đó là như tôi lúc đầu đấy, khu trực này nó là rất nhiều lau sậy và rất nhiều cây sẹ. Đây là trận địa rất là kín, đây không phát hiện được. Đi khi địch ngang nhiên đi xuống đây, thì đồng chí Sơn nói là để địch đến gần nhất có thể, lúc đó mới được nổ súng. Vì trận địa của chúng ta rất bí mật. Lúc đó chúng tôi đào hào là không phải hất đất ra mặt hào, mà đào hào là phải
xỉa những cây sẹ, gốc cây sẹ nhấc lên và đổ đất vào đấy, xong đậy cây sẹ lên, nên hào toàn bộ cái phần nó rất kín, định không phát hiện được. Thế chính vì thế thì có đồng chí Mai, đồng chí Mai là không ở đây, đồng chí Mai phụ trách cái khẩu Đại Liên nằm hướng đó. Đồng chí Sơn, trung đội trưởng, thông báo lại là khi nào các em nghe tiếng Đại Liên nổ phát hỏa thì các em đồng loạt nổ súng. Chúng tôi là những người lính còn rất trẻ, cũng rất là phấn chấn. Chính vì thế, khi nghe tiếng Đại Liên nổ, thì đồng loạt cả một trung đội, 28 đồng chí, cùng nổ súng, cùng ném lựu đạn, cùng bắn B-40, cùng một lúc. Địch bị bất ngờ, lần loạt đầu tiên thì địch bị thương và bị chết vô số. Và chúng rút chạy lên điểm cao 400, quay lại điểm cao 400. Nó vấp phải mình, nó bất ngờ quá, thiên hạ nặng quá. Lên đó thì các cái binh lính của bên Trung Quốc, ở bên Giặc là bị thương, bị chết, nó khóc, nó kêu ghê quá. Anh em thế này cũng đã nghe hết, nhưng mà không nghe được về phía Trung Quốc. Chỉ có một cái điểm cuối cùng, cái đuôi đằng kia, ở qua cái lùm cây cô lau xuống qua đùi đấy, chỉ có một tay, có một tên giặc nằm chết ngay đấy, cách cái hào chiến đấu, các cái đuôi tôm chiến đấu của chúng tôi ra chỉ 30 mét thôi, thì nó nằm xuống đấy, trên lưng nó đeo một khẩu súng phun lửa. Rất may là lúc đó chúng tôi hạ được trước, nếu không có thì cả cái đồi này sẽ cháy hết, mà chúng tôi sẽ bị thiêu hết. Thế sau khi mà địch rút lên điều cao 400 thì ở đấy vẫn nghe tiếng rên. Ngoài trên kia nó kêu không nói, nhưng mà chỗ rên rất gần, với cự ly 3 mét nó kêu đau đớn, nó kêu rất gần. Anh trung đội trưởng gọi tôi ra, chỉ ra này, đi ra đường đây. Anh nói là ở đây có một đối tượng đang như thế, em giải quyết, gọi là nhân đạo. Tôi ra thì anh chỉ vào cái đối tượng nằm đấy, bắn vào ngôi sao của nó, ngắm ngôi sao của nó. Và lúc đó theo lệnh của chú tôi đã giải quyết xong cái đó, thì lúc đó là không có tiếng kêu nữa, lấy lại tinh thần cho bộ đội ở trong chiến hào chiến đấu. Và cứ như thế, trận chiến cứ buổi sáng và sang đến buổi chiều. Đấy, buổi sáng và sang đến buổi chiều, liên tục như vậy. Đấy là đến chiều ngày 10, tối ngày 18, thì do tương quan lực lượng, địch càng ngày càng tăng cường lên, số lượng càng tăng cường lên. Ngoài anh trận trong ngày đánh liên tục như thế, không lấy được chốt này, nên địch dùng pháo, dùng đạn pháo nhỏ, 80-82, cối 82, đánh trận này. Đấy. Và điều động thêm bộ đội, thêm lính lên để chi viện đánh chốt này, nhưng mà không đánh được trong 1-2 ngày liền. Sau đó là đến đêm ngày 18 thì vì lực lượng mình thấy không thể trụ được nữa. Anh em tôi 28 đồng chí, chưa một đồng chí nào bị hy sinh ở tại điểm này. Chiến đấu quyên cường, không một đồng chí nào hy sinh, chưa đồng chí nào bị sứt mẻ. Nhưng mà để đảm bảo an toàn lực lượng thì đồng chí trung đội trưởng mà mấy cái tương quan nó không hợp lý. Mũi này kiếm vài đại đội, có một tiểu đoàn thì làm sao mà chịu được. Thì bắt buộc là cho trung đội qua 328 đồng chí là rút theo cái đường khe 10 này, rút về trung đội bộ đằng sau này và đi xuống khe này và xuống chỗ K30. Đấy, trận chiến của chúng tôi ngày 18-19 là như thế. Đây là cái đường bên sườn bên này, là cái đường này là cái đường xuống lấy nước. Đường này xuống lấy dưới này có một cái khe nước. Không có cái đường này, nó có sau này người ta rồi. Mới làm cái đường này, trước nó không có cái đường như này đâu. Nó là cái đường người ta mình tự mở đấy thôi, bé bé con mà như cái đường đồi này để cho bộ đội xuống lấy nước uống cái này thôi. Đấy, khe nước ở dưới này. Quân thì mỏng trên này, nhưng mà nấu ăn thì ở dưới này, đây khu dưới này, khu dưới này. Đây chúng ta đây. Đây dưới này là địa đạo của đại đội. Đây hầm địa đạo của đại đội nằm đây. Đấy, nằm đây của địa đạo B4. Cái hầm này là chữ đạn này, lương khô này. Trung binh. Và trung binh. Đấy. Hầm địa đạo của B4, không phải của C4. Đây. Của cái B4. B4 C2. Đây là hầm địa đạo của B4 C2. Đấy. Còn trên này một cái nhà thùng chúng tôi nằm ở chỗ này. Đấy. Cái hầm nhà thùng. Cái thùng kia, sau kia, thùng sau kia. Ờ, đấy. Xong bắt đầu sáng bên đây ở thì bắt đầu mới đào cái bảng đi. Ờ. Trên kia là có một cái hầm trung B. Đấy, đáo này. Đáo cái. Ok. Đây là cái cầm này, hầm này hai cửa. Đây là ông bảo lên không thấy, bây giờ nó lấp lên này. Cần ông nói để cho nó bảo biết.
Đây, đây, đây là cái hầm của B4. Cái đường nửa bên kia là cái đường xuống hào, xuống cái cửa hầm. Đúng rồi. Còn đằng trên chỗ mặt hơi vắt vắt, cái này là nóc của hầm. Đây là hầm đạo. Còn cái đáy hầm nó ở đằng dưới. Đồng đại bố thì tôi không đào những đồng chí rác ở đây. Là của chiến sĩ của B4. Là mấy tiểu đội đồng chí là đào cái hầm này, đào cái hầm cái hầm đi đào sâu vào trong này mà qua cái chân mặt bằng cái này, qua cái chân cái này đấy, 4-5 mét sâu đấy, 4-5 mét vào, 5 mét đấy. Trong cái hầm này là chứa lương khô, gạo sấy, đạn, rồi là nói chung là lương thực thực phẩm, lương thực phẩm, súng đạn đấy, rồi súng đạn, và có thương binh đến đưa vào đây. Em đây. Mặt trước kia trận địa mặt trước là mặt chiến đấu mà sau là địa đạo. Đằng sau này là vừa là hầm hậu cần, đấu ăn hậu cần các thứ, lúc đánh nhau là đấu ăn ở cái hầm này. Sập hết mà, xui hết mà ông ạ. Xui hết mà. Sập hết rồi. Hậu cần ở đây luôn. Nó ở ngay đây. Nó ngay đấy. Nấu cơm nấu nước ở ngay cửa cửa hầm ở đây. Sau đó là vận động lên mang lên cho bộ đội khi đánh nhau, đồng chí Hải nấu cơm ở đây. Hải còi đấy. Thằng Inh. Hải Inh với thằng còi. Inh với thằng Công Trinh Hải nấu cơm ở đây, mang lên trên này. Khi đánh nhau là mang lên đây. Đi ra mình nhớ mãi là hắn đưa cho mình nắm cơm. Đất toàn đá một nắm cơm. Hải nắm dưa, một nắm dưa. Dưa kho. Dưa là cơm nắm. Dưa kho xong mình bảo mình cắn sọt canh bảo là sao nó lại sàn thế, nó bảo là nó bị pháo đó, pháo lộn phộc mà ta cứ nắm đi thôi, ăn được thì ăn thôi chứ còn bây giờ không có gì ăn cả đâu. Là khô cứ ăn. Thế thôi là vì đói quá. Mà lúc bây giờ đói rồi. Đói quá. Một ngày không ăn gì. Phải ăn một tay thì nhúc lấy một dúm cơm, một tay nắm tay thì bốc, một tay nắm dưa. Dưa dưa còn kho lên cho nó vừa mồm. Thế ăn rất là sung sướng. Thế dưa dưa trong cuộc chiến thì biết là gì, có cái cánh cái cổ của người lính nó không thể đói bằng lời được. Nó một lời một lúc ngon được. Rút thì cứ trên đường kia, lên tí lên kia xong rồi đi theo đường ấy xuống đây, xuống cái. Tức là sau khi 8 giờ trở đi là một cái cây bay về bên bộ phải rút theo đường đó thì xuống dưới và vào xuống dưới đó. Nó dập pháo toàn bộ xuống đây. Phải có lệnh, được lệnh. Mà được lệnh khi mình rút đi thì toàn bộ những quân tư trang đạn rồi. Là vấn đề đây lúc là rút nhanh lắm. Không. Rút nhanh lắm. Cũng như là chuẩn bị cùng tư trang được lệnh và phát đây à. Chủ yếu lúc kia mang tất cả mang đi theo là chủ yếu là súng đạn. Còn tư trang cá nhân thì mang được cái gì thì mang, chứ còn tất cả là để lại hết, bởi vì cái cơ số đạn để dự trữ chiến đấu đây thì nhiều lắm, không ai vác được. Mình mất toàn bộ số đạn mới lại gạo. Bởi vì chúng tôi lúc ở trên này cao, bọn tôi là được ưu tiên để dự trữ ở trên này. Bởi vì đi từ dưới kia lên đây rất chi là xa, các đồng chí đi biết rồi đấy. Mà đường ngày xưa nó dốc chứ không phải đi như bây giờ đâu. Đường như quận này, cái đường mòn như thế này này. Cái lúc đánh nhau lên đấy, lúc đánh nhau lên thì ở cái chỗ này có một đồng chí dân quân bị chết. Sau bọn tôi làm mai táng, bọn tôi chuyển về dưới kia mà. Vâng. Làm quay phim bên chụp ảnh nào. Đang quay phim. Bây giờ. Thôi. Xin chào các đồng chí. Tôi là chiến sĩ Cao Văn Giác, thuộc B4C2 tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Nơi đây cách đây 44 năm xảy ra cuộc chiến tranh biên giới. Chúng tôi là những người chiến sĩ trẻ được bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Chúng tôi dù rằng thanh niên lúc ấy còn rất trẻ, rất hăng hái xông pha trên mọi chiến trường. Đây trước sau lưng tôi đây là căn hầm địa đạo. Bởi vì chúng tôi lúc đánh nhau năm 79 với quân Trung Quốc, nơi đây là cao nhất. Đây là địa đạo chúng tôi được bố trí lương thực, thực phẩm, súng đạn dự trữ. Bởi vì chúng tôi quân riêng ở trên này rất chi là xa với cái sự tiếp tế chi viện, cho nên chúng tôi được đào cái địa đạo ở đây. Địa đạo là riêng của B4 C2 D5, và sau hơn 40 năm rồi, do là thời gian nó bị sụt xuống đây rồi. Nhưng mà chắc bây giờ mà bới ra thì hai cái cửa địa đạo dưới vẫn còn ở cái ngoài là cái sân hầm nửa âm nửa dương đấy. Còn cắt hầm này cao tầm khoảng 1m7, 1m72, và sâu vật từ cái chỗ này vào tầm khoảng 5m, có hai cửa. Thế là lúc chúng tôi đào ở đây ấy là còn rất nhiều dây thép gai của thực Pháp và cái vỏ chai bia.
tất cả những cái chỗ này chúng tôi cào thì cứ 5 mét thì có một dây thép gai này, và chúng tôi đào bới xuống dưới là được tầm khoảng hơn 20 vỏ chai bia. Nếu bây giờ mà nhân chứng vật chứng, nếu mà giờ là có người để vào bới ra thì chúng tôi sẽ bới được, lấy cái vỏ chai về để làm nhân chứng vật chứng sau của chiến tranh, trước của chiến tranh 79 là Hồng Pháp. Còn súng dưới kia là còn có cả hầm của Hồng Pháp từ ngày xưa ở dưới này nữa cơ. Thế thì tôi cũng xin được nói đôi lời về trong cái cuộc chiến tranh 79. Xin chào các đồng chí. Đây là con đường để đi sang C3, ở một cái trận địa ác liệt nhất của tiểu đoàn 5. C3 là cái yên ngựa, nơi mà các bạn nhìn có thể nhìn thấy các bạn tôi đã cái tốp đầu tiên đã lên đến nơi rồi đấy. Thì toàn bộ cái sông đấy, cái yên ngựa ấy và xuống tít cho đến dưới khe kia là khu vực của C3. Và câu chuyện về cuộc chiến đấu ở cái chỗ sân bóng thì tôi cũng chưa mường tượng được cái sân bóng nó ở đâu. Và tiếp theo về bên trái thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là nơi chúng ta vừa thắp hương lúc nãy, đó chính là tiểu đoàn bộ trên cái đỉnh Ba Bao Nhiêu đấy. Có hai cái cây, có một cái cây chạc đôi ấy, cái cây chạc đôi nhỏ nhỏ. Thế và ngay bên tay trái của tôi đây là cái trận địa của đồng chí Long, của đồng chí Long và đồng chí Thông, mà nơi mà chúng ta có vẫn còn những cái hầm hào và địa đạo. Còn bây giờ thì các bạn sẽ cùng với chúng tôi đến với trận địa của C3, và các bạn có thể nhìn thấy là quãng đường đi vẫn còn vật vã lắm ạ. Chúng ta còn C3 nữa thì là xong trận địa. Tuy nhiên thì các chiến sĩ của đại đội 1 cũng rất là muốn về với đại đội của mình. Và đại đội 1 thì nó ở khu vực pháo đài, nó giáp với biên giới cho nên là lại rất là khó mà vào được. Anh nói lại cái chỗ này. Vâng, đây là cái đoạn hào mà chúng tôi chiến đấu. Thì thủ trưởng Xuân, tức là đại đội trưởng Xuân đứng chỗ kia, cái hô bắn ở đây, tôi đứng ở đây. Thì tôi bảo thủ trưởng Xuân là, thủ trưởng ơi đứng đấy cái thì thấy chớp một cái, thì là thủ trưởng Xuân hy sinh luôn. Khi thủ trưởng hy sinh ngồi xuống hào như này cái thì đồng chí Yêu là chạy từ dưới kia lên, thì đồng chí Yêu lấy cái áo chùm vào đầu của đồng chí Xuân. Thế mới kéo vào đây, thì tôi ở đây tôi chạy ra, cái nữa là hai anh em kéo đưa đồng chí Xuân vào hầm cứu thương. Thì lúc đó là đồng chí Xuân đã hy sinh rồi. Vâng, đồng chí Xuân chết hy sinh ở chỗ kia cơ ạ. Chỗ kia, mày chỉ đi. Chỗ kia. Đây là chỗ này. Đấy. Được rồi. Nhưng mà anh cho lại, cho hỏi lại là cái ngày giờ mà lúc đó là lúc anh Xuân mất, cái chỗ bắt đầu mà lúc anh Xuân mất là tầm độ khoảng 2 giờ đến 3 giờ, bởi lúc chúng tôi chiến đấu không xem được đồng giờ giấc, như tôi ngày 18 tháng 2 năm 79. Không, 2 giờ đến 3 giờ chiều ấy. Còn lúc trưa, lúc gần sáng ấy, đấy gần trưa thì đồng chí Thanh bị bắn ở đây, cũng bắn đứng cái chỗ kia, bị thằng Trung Quốc nó bắn từ trên xiên qua đây. Kia là sân bóng đây này, sân bóng ngay chỗ này. Vâng. Vâng, chỗ sân bóng, bởi chỗ này là điểm cao của chúng tôi khống chế sân bóng kia. Đấy. Thì dưới đó là có anh Yêu, anh Kiên, Hoàng Trung Kiên, Dương Trung Kiên là B trưởng ấy, thì cũng chiến đấu dưới kia. Có anh Thành, anh Vương Thành và anh Thủy, anh Đông là chiến đấu ở khu vực này. Đấy, thì sau đó là B2 điều lên là anh Thi, mấy lại một số anh nữa, thì anh Thi và bị bắn, tức là cũng bị Trung Quốc bắn ở cái chỗ bên trên là bị thương vào đây. Đấy. Đó là cái ngày hôm 18 chúng tôi mất nhiều nhất. Cát. Ông Cát điều quân lên là bị thương hết. Có nghĩa là cái hôm đầu tiên, cái hôm 17 ấy thì chúng tôi không ấy, nhưng mà sang đến 18 là chúng tôi bắt đầu là bị nhiều nhất. Nhưng mà chủ yếu là do bắn tỉa. Bắn tỉa và bắn thẳng. Vâng. Chứ còn pháo thì chưa không bị. Pháo thì có mỗi một phát nó nổ ở dưới kia, còn sau nó nổ hết về dưới này. Nó cũng có một
hai quả xiên H12 xiên qua đằng này. Đấy, nhưng mà nó sang cái phần bên sau cái đồi này. Đấy, thì còn chúng tôi là cái rông này chúng tôi chạy thẳng xuống dưới kia là có đường hào xuống, đường hào của chúng tôi đây. Đường hào là cao sâu 1m6, chứ cơ nghĩa bằng đầu. Vâng. Đây là đoàn toàn đường hào đây. Vâng. Đấy bây giờ mà anh nhìn này, bây giờ đứng xuống vẫn còn gần ngang đầu đấy. Đấy mà ba hơn 40 năm rồi mà vẫn còn ngang đầu. Vâng. Đấy, có cần tôi đứng xuống mà xem. Đứng được. Vâng, đây tôi sẽ đứng xuống cho các anh xem. Đây nhá. Đây bây giờ mà còn gần ngang đầu. Đây ạ. Đấy. Đúng là vị trí của anh ngày xưa đấy. Đây, tôi đây, tôi đây. Đấy, cái hố bắn đây. Đấy, thì tôi ra đây để tôi còn theo dõi xem xét ở ngoài này có ai bị thương hay không để còn biết kịp thời để đi băng bó và để... Lúc đó là cây cối là nó cũng um tùm như bây giờ. Cây cối nó ấy hơn một chút. Nó quang hơn một chút. Vâng. Đấy, nói rất là ấy thì để giới thiệu cho tất cả mọi người biết rằng đây là cả một cuộc chiến rằng co rất là quyết liệt. Để hai cái đường hào này tôi đi mấy trung kiên là được rồi. Đây nơi đây là một cái hầm cứu thương của tôi. Tôi đã và anh Huyến đã đào suốt mấy tháng rồi. Sâu chiều sâu vào là được 7m, chiều rộng của hào này là 1m rưỡi. Đấy, chiều rộng của cái địa đạo này là 1m rưỡi, còn chiều sâu là 7m. Ở trong này hiện tại là còn cả bông băng của tôi cứu thương, và tôi còn xé một cái áo lon của bộ đội tôi. Tôi băng cho anh Trương Trung Kiên, băng nẹp hai bên, nẹp đùi, xương đùi cho anh Kiên, tức là B trưởng B1. Đấy, đây là cái hầm cứu thương của C3, D5. Xin chào quý vị và các bạn. Và bây giờ thì cũng sắp sửa trưa rồi. Nhưng mà tôi không nghĩ là chương trình có thể đi ngắn gọn được như vậy. Thời tiết thì rất là thuận lợi. Có lẽ là các hương anh linh đã độ cho chúng tôi. Chặng đường cuối cùng thì cũng đã hoàn tất. Chúng tôi có mặt tại trận địa của C3. Rất tiếc là nó rất rậm rạp, cho nên tôi không thể đến được với cái sân bóng huyền thoại. Và mặc dù có một số những cái trục trặc, nhưng cho đến phút cuối cùng thì anh em chúng tôi ngồi đây như quý vị và các bạn thấy, với những cái khuôn mặt rất là rạng rỡ, hình như ai cũng cảm thấy là thỏa đáng. Và trong những cái trận địa đi qua từ sáng đến giờ, từ tiểu đoàn bộ thì tới đây, chúng tôi thấy là chằng chịt những cái con hào dọc và ngang. Nếu như trước thì chỉ là những cái tuyến hào, vừa là giao thông và vừa là công sự, thì ở đây là nó cả ngang cả dọc, tức là tạo thành những cái ngã ba mà các chiến sĩ già, cả tôi nữa, đi qua nó khá là vất vả. Và trước đây thì họ đi ở dưới. Tôi muốn dành thời gian cho các chiến sĩ C3 ở đây phát biểu cảm tưởng của họ khi quay trở lại trận địa. Và câu chuyện về chiến hào thì tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn trong một cái chương trình sau. Hầm hào và giá trị của nó trong các cuộc chiến đấu. Bây giờ xin giới thiệu quý vị và các bạn hãy đến với các chiến sĩ của C3 tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Hiểu. Vâng. Lưng. Xin thưa. Ở đây các anh, đây. Các chị, tôi. Đấy. Xin thưa các anh các chị. Tôi là y tá Nguyễn Xuân Lừng, y tá của C3. Thực hôm nay chúng tôi trở lại được đến chiến trường xưa thì chúng tôi cảm thấy rất là bùi ngùi, rất là muốn khóc vì nhớ đến đồng đội, nhớ đến những người đã hy sinh. Vâng, tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ muốn rằng các bạn và những người được sống hãy sống hết mình, hãy làm hết mình, hãy thực hiện như lời Bác Hồ, bộ đội Cụ Hồ. Rất mong các bạn, rất mong mọi người hãy ủng hộ chúng tôi. Yêu. Yêu rồi. Yêu của mày. Yêu rồi. Đấy, đây.
liền biết cảnh. Tôi là Hoàng Ngọc Yêu ở Chê Ba. Hôm nay đến thăm chiến trường xưa thì tôi thấy đến tận đơn vị sân bóng của ngày xưa, những nơi lính chiến đấu đã hy sinh trong chiến trường tại đồi C3, thì tôi cảm thấy rằng có một cái sức động đối với anh em đã chiến đấu hy sinh trong chiến trường, mà bản thân tôi cũng rất là phấn khởi được đến thăm lại chiến trường xưa trong lúc chiến tranh quyết liệt đối với quân xâm lược của Trung Quốc. Xin cảm ơn các cựu chiến binh. Cảm xúc quay cái loa về. Xin kính chào tất cả mọi người. Tôi là Đỗ Minh Thủy, ngày xưa là chiến sĩ của C3, B2C3, tiểu đoàn 5 Kiên Cường, gần hơn 40 năm. Hôm nay đơn vị cũ tổ chức thăm lại chiến trường xưa, khi được trở lại nơi mà mình đã xây dựng công sự và chiến đấu, thì chúng tôi thực sự rất xúc động, nhớ lại các đồng chí đã không may mắn trở về, như đồng chí đại đội trưởng Xuân, anh trung đội trưởng Kiên và đồng chí Dũng, đồng chí Thanh, vân vân, rất nhiều đồng chí đã ngã xuống. Hôm nay chúng tôi về lại nơi này, tôi rất xúc động, không biết nói gì, và rất nhớ các đồng chí đó, và nhớ lại cái thời buổi mình là những người chiến sĩ cầm súng trên chuyến đầu chống quân thù bảo vệ Tổ quốc. Mong rằng tất cả chúng ta hãy làm tất cả những gì để cho những người đã hy sinh đi được toại nguyện với cái sự hy sinh của họ, cống hiến cho đất nước. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn em. Tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của những người thuộc thế hệ sau có mặt tại cái buổi hành trình về lại địa chỉ đỏ hôm nay. Một người bạn tôi từ Hà Nội, một cô gái Hà Nội, Minh Châu, cũng có cha là chiến sĩ cách mạng. Đây có lẽ chị nghĩ rằng là một cái lần đầu tiên em trở lại một, không phải trở lại mà đến với một cái chiến trường, và những cái người tôi cũng thấy xúc động cả nhà. Đến với những người nếu như gặp ở ngoài thì chúng ta không bao giờ nghĩ rằng họ từng là những chiến sĩ rất quả cảm, ưỡn ngực giữ biên cương. Những cựu chiến binh là những người bây giờ là những công dân bình thường của Lào Cai. Thì chị rất là muốn nghe cái cảm xúc của em khi trở lại trận địa cùng với những con người mà như em gặp. Quả thật là chuyến đi khá bất ngờ. Lâu lắm rồi tôi mới ra khỏi Hà Nội sau một đợt ốm dài. Thế và hôm nay thì được tham gia cùng các anh chị là những người đi trước, những chiến sĩ của những năm thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược phía Bắc. Thì quả thực là nghe qua các câu chuyện các anh chị kể, cũng như là nhìn những cái trận địa thực tế mà các anh chị đã ghi qua, thì quả thực là phần nào được hiểu thêm được những câu chuyện ngày xưa khi mà bố tôi và chú tôi, đã cậu tôi là những người đã từng đi qua chiến tranh từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi Tây Bắc, Tây Nam. Thì thực sự là xúc động. Và bây giờ lại nghe lại những cái tâm sự của các anh, cũng như là những cái chia sẻ của anh ấy, thì cái sự gọi là, không biết nói thế nào, nó có giống như là những cái gì mà mình đã được nghe từ trước đến giờ ấy, thì nó trào dâng, và hiểu thêm được những cái gì mình đã từng được nghe lại, thì cũng không biết nói thế nào cả. Cũng xin cảm ơn các anh đã là những người đi trước và những người đã gìn giữ xây dựng nước để cho chúng tôi những người sau có một cuộc sống nói chung là khá bình an, và cũng mong các anh mạnh khỏe cũng như những người đã khuất được an nghỉ nơi chiến suối. Rồi, cảm ơn em. Và phụ nữ thì hay xúc động,
Cho nên có thể là trong cái khi chia sẻ câu chuyện của mình không được, cũng không được mạch lạc lắm. Tôi rất là muốn để xem là phía anh em thì thế nào. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một khán giả của chúng ta. Nhưng bây giờ thì trong chuyến đi này đang là thành viên trong cái đội hình của đoàn làm phim hôm nay. Tôi cũng xin giới thiệu với các bạn là đoàn làm phim của chúng tôi thì có 4 người. Tôi các bạn biết rồi. Minh Châu cũng là người đi cùng với tôi từ Hà Nội lên. Và lên đến Phúc Yên thì chúng tôi có thêm một người nữa. Đó là vừa kiêm lái xe, vừa là quay phim và đồng thời cũng là thợ mang vác nữa. Người thứ tư trong đoàn là một công dân của tỉnh Lào Cai. Và chúng tôi đã nghỉ tại nhà của chị, đó là chị Tuyến. Vâng, có lẽ là cũng rất là cảm ơn các anh em của tiểu đoàn 5 Kiên Cường đã cho chúng tôi được phục vụ các anh em ghi lại những hình ảnh trong cái chuyến trở lại trận địa xưa. Đồng thời cũng được chia sẻ những câu chuyện của các anh em, cảm xúc của các anh em và đặc biệt là cảm xúc tại trận địa, cũng như là được tận mắt nhìn thấy những chiến hào. Nơi chúng tôi ngồi nó khá dốc, các bạn có thể nhìn thấy và gần như là cao nhất ở cái chỗ này. Thì bên dưới hầm hào chằng chịt, đặt được cái máy nó cũng khó khăn đấy cả nhà. Và chúng tôi quyết định là ngồi lại ít phút chia sẻ tâm tình cùng với nhau. Và đó chính là cái địa chỉ đỏ của địa chỉ đỏ, trận địa của tiểu đoàn 5. Cái trận địa này là trận địa của đại đội 3, một cái đại đội mà qua các câu chuyện của các cựu chiến binh, các bạn sẽ thấy rằng cuộc chiến diễn ra ở đây rất khốc liệt. Trước mặt chúng tôi là dòng Nậm Thi và bên kia dòng Nậm Thi là đất nước bạn. Với một cái địa hình như thế này thì quả thực là xâm phạm vào đất của chúng ta không hề dễ dàng gì. Nhất là khi những người con kiên cường đã là những người được chọn để sinh ra ở đây, chọn giữ gìn mảnh đất này. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ cảm xúc của một người con ở Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên. Mời em. Kính thưa Uyên TV, kính thưa các anh, kính thưa anh linh các liệt sĩ đã nằm lại ở chiến trường nơi này. Tôi là Đinh Trung Kiên, tôi sinh ra ở miền đất Vĩnh Phúc, không phải miền đất biên cương của Tổ quốc. Tôi chỉ được học và hiểu biết qua sách vở với những chiến công oanh liệt của các anh. Hôm nay là tôi thực tế được lên tới đây, thực tế mục sở thị tất cả những cái gì còn lại, những giao thông hào, những lời nói của các anh chỉ bảo chúng tôi, và tôi cảm thấy rất là cảm thấy trong lòng mình cảm thấy biết ơn các anh vô cùng. Tôi cũng không biết nói gì, tôi chỉ biết rằng trong lòng tôi các anh là những người anh hùng của một đất nước anh hùng. Xin hết. Và tôi tin rằng là những người mạnh mẽ nhất khi đến đây thì cũng sẽ trào dâng như vậy. Vâng, không phải chúng tôi yếu đuối đâu các bạn ạ. Nhưng đó là những cái cảm xúc rất thiêng liêng. Thành viên thứ tư của chúng tôi, một người mà rất là lo lắng cho sức khỏe của cả đoàn. Vì thế mà đến bây giờ chúng tôi đang còn có một ba lô đồ ăn. Vâng, đó là chị Tuyến. Em ơi, em chia sẻ một chút người con của Lào Cai. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Tuyến, ở người con của, đúng là sinh ra và lớn lên ở Lào Cai. Chúng tôi rất là hôm nay rất là vinh dự, tự hào được đi cùng mấy đoàn với các cựu chiến binh và lên tận đến trận địa thăm lại chiến trường xưa của các cựu chiến binh. Tôi rất là xúc động, tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn tất cả các thế hệ, những người đi trước, những người anh hùng đã ngã xuống để được người dân, để như chúng tôi được bây giờ được hòa bình, được bình yên, có cuộc sống là hạnh phúc. Rất là cảm ơn tất cả mọi người. Tôi không biết nói gì ạ. Thành phố cũng được chờ. Xin chào các bạn. Xin chào đồng đội. Xin chào chương trình Uyên Uyên. Suốt cả buổi sáng nay,
Uyên đã cùng với đoàn hội đồng đội Trần Nam Kiên Cường thân mặt chiến trường xưa đã đi hết tất cả các trận địa đến lúc này. Về đến đây tầm này cũng chưa rồi, nên nói cuối cùng của chúng tôi là xin nghiêng mình trước anh linh của các đồng chí đã ngã xuống tại mảnh đất này, giữ gìn biên cương của Tổ quốc, là chiến sĩ của Trần Nam Kiên Cường. Tên của các anh đã có trong sử vàng truyền thống của quân và dân thị xã Lào Cai. Máu đào nhuộm đỏ các anh đã tô thắm cho lá cờ Tổ quốc, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội dân Việt Nam. Điều muốn nói thì còn nhiều lắm, nhưng nghẹn ngào không nói được, chỉ biết rằng xin các anh chứng kiến cho chúng tôi hôm nay, việc làm hôm nay sau 44 năm về với các anh. Cuối cùng xin cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả các đồng chí đồng đội đã có mặt trong buổi kỳ ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người. Thưa quý vị và các bạn, và chương trình của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Tôi rất tiếc rằng mình đã không có đủ tài năng để có thể truyền tải được tất cả những gì mà chúng tôi chứng kiến trong ngày hôm nay, hay những câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được ở đây đến với quý vị và các bạn. Và cũng rất là mong được mọi sự thông cảm. Tôi xin cảm ơn các cựu chiến binh của Tiểu đoàn 5 Kiên Cường đã tổ chức chuyến đi này để chúng tôi được hiểu thêm, hiểu nữa nơi chúng tôi đang ngồi, từng tấc đất ở biên cương này thấm đẫm xương thịt máu của nhiều thế hệ. Và chúng tôi sẽ sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu các cựu chiến binh có lời kêu gọi. Vâng, bây giờ Hải Yến xin thay mặt cho đoàn cảm ơn tất cả đoàn, và xin cảm ơn những người đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.